Con thú Neverbeast này đang không ngừng thu thập đá đỏ, không ai biết nó định làm gì, vì chấn thương ở chân trái đã ảnh hưởng đến hành động. Cơn đau khiến nó đành từ bỏ viên đá này, chuyện này thu hút sự chú ý của nàng tiên Fawn. Fawn là nàng tiên phụ trách động vật, trách nhiệm khiến cô không thể ngồi yên. Cô buộc dây thừng lên một hòn đá. Khi Neverbeast muốn cắn hòn đá, Fawn trực tiếp kéo mở dây treo hòn đá lên cao. Neverbeast nhảy lên muốn cắn hòn đá, cô liền tìm đúng cơ hội. Fawn nhảy lên rút gai dưới chân nó ra. Neverbeast gầm lên, đá rơi ra từ miệng nó. Dây thừng đúng lúc cuốn lấy chân Fawn. Fawn bị mắc kẹt, cô vùng vẫy trong tuyệt vọng. Lúc này Neverbeast đến gần, há cái miệng đẫm máu rồi ngậm hòn đá đi. Fawn đang hoảng hốt thì phát hiện Neverbeast không có ý làm tổn thương cô, nó chỉ quan tâm đến đá đỏ. Neverbeast liếm liếm chân, sao không đau nữa nhỉ? Sau đó nó dậm chân vài lần, đôi mắt nhỏ kiêu hãnh liếc nhìn Fawn, không nói lời cảm ơn mà quay người tiếp tục làm việc. Fawn rất hứng thú với con quái vật đầy lông đáng yêu này, nhưng cho dù cô nhiệt tình chào hỏi thế nào thì nó cũng không quan tâm cô, cứ mặc kệ cô nói nhảm. Để tìm ra lý do con quái vật này tại sao thu thập đá, Fawn về nhà và thu dọn hành lý. Cô sẽ bắt đầu nghiên cứu con quái vật to lớn này. Cô ấy dùng lông của Neverbeast làm cho mình một bộ áo lông thú, cố gắng tiếp cận với Neverbeast, nhưng Neverbeast không bao giờ chú ý cô. Không mệt mỏi làm việc của mình, chiếc giường cô đóng tạm cũng bị phá. Fawn tốt bụng giúp nó xếp đá, nhưng nó không hề để ý. Cô muốn vẽ một bức chân dung cho nó, nó liền không ngừng né tránh với vẻ mặt chán ghét. Cứ như thế trong vài ngày, Neverbeast vẫn không chấp nhận Fawn. Thái độ của nó rất rõ ràng, từ chối giao tiếp. Cho đến một ngày, bụi vàng rải rác trên người Fawn thu hút sự chú ý của Neverbeast. Nó có vẻ rất thích thứ lấp lánh này. Đây là lần đầu tiên Fawn và Neverbeast bình yên nhìn nhau ở khoảng cách gần. Fawn giúp nó xếp đá, lần này Neverbeast không từ chối. Giường cô xây xong nó cũng không phá. Mặc dù Neverbeast không nói chuyện, nhưng tất cả hành động đều thể hiện với Fawn rằng nó đã chấp nhận cô ấy. Rạng sáng ngày hôm sau, Neverbeast đánh thức Fawn. Nó khoe với cô thành quả đêm qua, nhìn tòa tháp khổng lồ đã hoàn thành trước mặt. Fawn rất ngạc nhiên, cô ấy bay lên trên định nghiên cứu thì liền bị Neverbeast đưa đi. Vì dự án ở đây đã hoàn thành, nó sẽ rời khỏi nơi này, thay đổi địa điểm và tiếp tục xây dựng những tòa tháp khổng lồ. Fawn cho rằng hiệu suất thế này quá thấp, thế là cô bay hai vòng quanh hòn đá. Hòn đá liền lơ lửng trong không khí, Neverbeast nhẹ nhàng chạm vào, hòn đá đáp xuống đích một cách hoàn hảo. Neverbeast thấy rất thú vị, thế là xếp đá trở thành trò chơi của hai người. Neverbeast tràn đầy năng lượng và hiệu suất nhanh chóng được cải thiện. Hai người càng chơi càng hăng, kết quả Neverbeast thực hiện một cú đánh đầu quá lố. Đá từ trên trời rơi xuống, toàn bộ cánh đồng hoa hướng dương bị phá hủy. Lực lượng bảo vệ đến hiện trường, lập tức điều tra vấn đề này. Fawn thấy tình hình không ổn, vội vàng dẫn Neverbeast rời khỏi khu rừng. Đội bảo vệ nhanh chóng phát hiện ra họ. Sau một tiếng còi, ba đội viên ném bom khói. Cung thủ rút cung và bắn vào ba quả bom khói. Một làn khói dày màu tím lập tức tràn ngập không khí. Fawn thấy nguy hiểm, vội dẫn Neverbeast đi hướng khác. Cuối cùng, bốn đội viên bị thương vì khói tím, chỉ còn lại đội trưởng đội cảnh vệ. Liên tục đuổi theo họ, nhưng cuối cùng vẫn muộn một bước, hai người thành công thoát nạn. Đội trưởng cảnh vệ không cam tâm đến phòng phá án tìm đáp án. Hồ sơ ghi lại rằng khi Neverbeast xuất hiện là khi sao chổi đáp xuống thung lũng thần tiên. Các nàng tiên sẽ đối mặt một thảm họa lớn. Bên này Fawn gọi các chị em đến, đưa Neverbeast đến gặp nữ hoàng, muốn nữ hoàng biết Neverbeast không làm tổn thương mọi người. Nhưng đội trưởng đội cảnh vệ đã đi trước một bước. Sau khi đọc thông tin do đội trưởng trình bày, nữ hoàng cũng nghĩ Neverbeast rất nguy hiểm. Fawn rất lo lắng, ra hiệu cho Tinkerbell bên ngoài mau rời đi. Kế hoạch cuối cùng thất bại. Dưới bầu trời đầy sao bao la, Fawn nằm trên mũi của Neverbeast có một đêm ngon giấc. Chợt có sao băng vụt qua, những đám mây xốp màu xanh kỳ lạ xuất hiện trên bầu trời. Lúc này ánh mắt của Neverbeast cũng thay đổi. Khi tỉnh dậy, Fawn thấy Neverbeast đã biến mất. Khi thấy hàng loạt lính canh xuất quân, Tinkerbell nhận ra rằng tình hình không ổn, nhanh chóng tìm đến Fawn và giải thích tình hình. Họ quyết định chia ra hành động, tìm Neverbeast trước khi đội cảnh vệ tìm đến. Bên này Neverbeast vẫn đang xây dựng một tòa tháp khổng lồ mới. Nhìn mây xanh trên trời, nó bất an gầm gừ, chạy sâu vào rừng. Bên này Fawn phát hiện bóng dáng của đội cảnh vệ, cố tình tạo dấu vết giả để thu hút sự chú ý của lính canh. Đội cảnh vệ cũng không ngốc, theo bản đồ, họ nhanh chóng tìm thấy dấu vết của Neverbeast. Bên này Tinkerbell tìm thấy Neverbeast dưới chân núi tuyết, nhưng trạng thái của nó rất bất ổn. Tinkerbell gọi thế nào cũng không phản ứng. Đột nhiên nó vung đuôi đánh Tinkerbell bay đi rất xa. Fawn kịp thời chạy đến, nhìn Tinkerbell hôn mê, cô rất lo lắng, hỏi chuyện gì đã xảy ra với Neverbeast. Lúc này tia sét đánh trúng tòa tháp khổng lồ, Neverbeast lộ ra vẻ mặt đau khổ, sau đó hai chiếc sừng mọc ra trên đỉnh đầu nó. Khuôn mặt vốn đã giống quái vật lại càng trở nên đáng sợ hơn. Nó gầm lên rồi biến mất. Lúc này Fawn sợ hãi vì Neverbeast bắt đầu nghi ngờ, có lẽ nó thực sự sẽ mang đến tai họa cho thung lũng thần tiên. Bên này đội trưởng đội cảnh vệ cũng tìm thấy Neverbeast. Neverbeast không làm tổn thương cô ấy mà chỉ bỏ chạy. Nhìn vết thương của Tinkerbell, Neverbeast có vẻ càng ngày càng ác độc.
Mọi chuyện đột nhiên ập đến này khiến Fawn không biết phải làm gì. Cô quyết định giúp cảnh vệ bắt Never Beast. Fawn tìm thấy Never Beast và cố gắng trò chuyện với nó. Never Beast nhanh chóng nhận ra Fawn, thân mật chạm vào cô. Nhưng quá trễ rồi, một tấm lưới lớn quăng xuống một cách tàn nhẫn. Never Beast không ngừng vùng vẫy, rồi vô số quả bom khói ném về phía Never Beast. Nhìn đôi mắt vô tội của Never Beast, Fawn tự trách mình. Cuối cùng, Never Beast kiệt sức và gục ngã trước Fawn. Fawn không biết việc mình làm là đúng hay sai. Cảm xúc lẫn lộn trong lòng cô, nhìn Never Beast bị mang đi, Fawn suy sụp bật khóc. Bầu trời sấm sét rền vang, tia chớp dường như được dẫn đường, bị bốn tòa tháp khổng lồ ở bốn phía thu hút. Toàn bộ thung lũng thần tiên gặp nguy hiểm. Tinkerbell bên này đã tỉnh lại và nói với Fawn sự thật. Never Beast không làm tổn thương cô, một tia sét đã làm gãy cái cây gần đó. Nếu không có Never Beast chắc cô đã bị đè chết. Mọi người hiểu lầm nó rồi, nó là vị cứu tinh của chúng ta. Fawn biết linh cảm của mình đã đúng, cô không có thời gian để tự trách mình, vội đi cứu Never Beast. Các chị em cùng đến bên Never Beast, hợp tác để kéo lưới ra khỏi cơ thể nó. Fawn muốn Never Beast đi với cô ấy. Vừa lúc đó một tia sét từ trên trời giáng xuống. Never Beast đón tia sét bằng cặp sừng của mình, rồi như thể tia sét bị nó hấp thụ, cơ thể nó bắt đầu phát ra ánh sáng xanh, rồi mọc ra đôi cánh khổng lồ. Bom khói trước đó làm mắt nó bị thương. Thấy tình hình ngày càng tệ, Never Beast dậm chân lo lắng. Fawn hiểu nó muốn làm gì, không do dự đưa nó đến tòa tháp khổng lồ. Never Beast cố gắng bay về phía trước theo ánh sáng yếu ớt từ cánh Fawn. Nó đã bắt được tia sét đầu tiên, sau đó là tia thứ hai. Khi đón tia thứ ba đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đội trưởng đội cảnh vệ lại xuất hiện ngăn cản. Bất kể Fawn giải thích thế nào, cô vẫn nghĩ Never Beast là một tai họa. Lúc này, sấm sét lại hội tụ trên bầu trời. Sấm sét dày đặc đánh xuống, tấn công mọi ngóc ngách của khu rừng. Bốn bề chìm trong biển lửa. Ngay khi một tia sét sắp đánh trúng đội trưởng đội cảnh vệ, Never Beast đã đón được tia sét và cứu sống cô ấy. Nhìn con quái vật to lớn trước mặt mạo hiểm cứu mình, cuối cùng đội trưởng đội cảnh vệ đã tin tưởng Never Beast không phải là quái vật, mà niềm hy vọng của thung lũng thần tiên. Vì sự an toàn của thung lũng thần tiên, Fawn quyết định nỗ lực lần cuối, dẫn Never Beast bay về phía bầu trời. Never Beast bắt hết tia sét này đến tia sét khác, sau đó đẩy tất cả các tia sét vào tầng mây. Sau vụ nổ, thung lũng trở lại sự yên bình. Fawn và Never Beast từ trên trời rơi xuống, các chị em nhìn thấy vội vàng tiến lên đỡ họ. Never Beast bị mất hai cái sừng, đôi cánh cũng hóa thành tro. Fawn đang trong tình trạng nguy kịch, thấy Fawn không trụ được nữa, nó vội tiến lên gầm gừ trong lo lắng. Nó hoảng hốt chạm vào Fawn, mong cô hãy tỉnh lại, nhưng Fawn không trả lời. Lúc này chút điện còn sót lại trên người Never Beast chảy đến cơ thể của Fawn. Fawn chợt thở sâu. Thung lũng một lần nữa trở lại vẻ nhộn nhịp trước đây. Never Beast đã có khoảng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi với mọi người, nhưng nhiệm vụ của nó đã xong. Nó phải vào giấc ngủ đông, ngủ say ngàn năm. Fawn biết rằng thời điểm chia tay đã đến, mặc dù vô cùng luyến tiếc. Các bạn đã chuẩn bị một chiếc giường thoải mái cho nó, nước suối núi chảy không ngừng, không khí lưu thông dễ chịu, để nó có một giấc ngủ ngon nơi đây. Khoảnh khắc chia tay đã đến. Tạm biệt anh hùng.